COVID-19 sốt bao nhiêu độ? Hoàng Sơn xin chào bà con. Sau thời gian ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày, thông thường thì chúng ta sẽ thấy một số triệu chứng như sau. Đó là ho khan, sốt nhẹ. Trường hợp sốt từ 38 đến 39 độ C thì chúng ta có thể nghi ngờ đến COVID. Không phải sốt là bị COVID, nhưng mà trường hợp mà chúng ta hay đi đến một số nơi công cộng hoặc là chúng ta đi làm thì khi mà chúng ta sốt nhẹ là chúng ta bị kiểm tra hoặc là nghi ngờ test COVID ha. Ngoài một số cái triệu chứng nhẹ thì chúng ta còn có một số triệu chứng nặng hơn, ví dụ như đau họng, tiêu chảy, đau đầu, mà mất vị giác, khó thở. Nên là cái trường hợp mà như bà con hay liên lạc với Hoàng Sơn hỏi là mua cái máy nhiệt kế để đo COVID. Không có máy để đo COVID cả nhà ha, mà mình phải mua que test. Cái máy nhiệt kế chỉ để kiểm tra chúng ta sàng lọc xem chúng ta có bị sốt nhẹ hay không. Nên là bà con mình có thể xem thêm một số thông tin về COVID. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe ha. Trong cái thời buổi dịch COVID đang bùng phát thì chúng ta thực hiện 5K và khai báo y tế. Bên cạnh đó, nếu mà chúng ta có một cái nhiệt kế để có thể kiểm tra sức khỏe mình tại nhà hoặc tại cơ quan ha. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.